thêm nhớ trước mắt quý vị và các bạn là đôi loa Mark Intop RX14 của Mỹ. Quý vị thân mến, đây là một đôi loa có cấu trúc 4 đường tiếng Bass 25, một loa chung và hai loa chép. Có lẽ chỉ cần nhìn qua phía trước mặt loa, chúng ta đã rất dễ dàng nhận thấy đây là một sự ưu ái của hãng dành cho người yêu âm nhạc. Một đôi loa tầm trung nhưng được trang bị 4 đường tiếng. Điều đó nó nói lên rằng đôi loa này sẽ tập trung vào tái hiện sự chính xác trong các bản nhạc. Đây chính là định hướng của các kỹ sư Mark Intop khi thiết kế đôi loa này. Bass của nó là bass 25, có củ nam châm rất lớn. Với cấu trúc thùng nén, tức là không có lỗ thông hơi, tiếng bass của nó sẽ chắc, gọn và một điều chắc chắn là không bao giờ có đuôi. Quý vị lưu ý cho đây là một đôi loa cổ rất hiếm và nó có trọng lượng rất lớn, tức là bê rất nặng. Đôi loa này rất dễ dàng ghép với các âm ly cổ. Và tôi đang ghép nó với một chiếc âm ly Luman 58A của Nhật Bản. Nếu quan sát, quý vị rất dễ dàng nhận ra tôi đang ghép nó với một chiếc đầu giải mã của Sony, tức là chiếc đầu màu trắng thứ hai từ trên xuống có màn hình quắc đang nhảy nhót kia. Và quý vị cũng lưu ý cho, mặc dù chất âm rất tốt như thế này, nhưng đây hoàn toàn lại là một file nhạc hình và tôi sử dụng đầu giải mã để tách tiếng nhạc của nó ra. Có lẽ những người có tuổi một chút rất dễ dàng nhận ra đây là danh ca Thanh Thúy. Quý vị thân mến, dòng loa Mark Intop này nó cho chất âm rất chính xác và một điều đặc biệt nữa, nếu như quý vị có điều kiện sở hữu, chúng ta rất dễ dàng nhận ra khi ngồi trước mặt nó, đó là trường âm của nó rất lan tỏa. Tôi mới chỉ sử dụng các file nhạc hình thôi, nhưng tiếng của nó đã tuyệt vời như thế này rồi. Còn nếu như sử dụng đĩa CD thì tiếng của nó còn tuyệt vời hơn rất nhiều lần. Mark Intop RX14 Made in USA, có hai cầu chì 1A và 3A, bảo vệ hai giải mảnh của crossover. Trong lòng tôi
một đôi loa 4 đường tiếng, quá tuyệt vời. Mọi nhu cầu xin liên hệ Cương Audio Lai Châu 0918 099 388, giao hàng toàn quốc. Quý vị thân mến, nếu như quý vị có điều kiện, lại có sở thích nghe nhạc và xem hình để biết được dung nhan của các nghệ sĩ mà mình yêu thích, thì có lẽ giải pháp tốt nhất là hãy đầu tư cho mình một chiếc đầu giải mã như chiếc đầu Sony kia chẳng hạn. Mọi nhu cầu xin gọi điện cho Cương Audio Lai Châu 0918 099 388, giao hàng toàn quốc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi clip này.